bắt cho cháu quay lại video một chút nhá. Cứ nói một lần thì nói đáp số nhanh thì tao còn về đấy. Vâng ạ. Tại vì là bọn cháu cũng chỉ được đọc một tâm thư của con gái bác nên bọn cháu cũng chưa chuyện. Và bây giờ là trên cộng đồng mạng vâng, người ta rất là bức xúc. Và nhiều tấm lòng của những các nhà hảo tâm người ta muốn gửi đến con gái bác. Thì bây giờ bác cho cháu xin câu chuyện của gia đình nhà mình qua một chút được ạ. Bác phải qua hộ cháu ạ. Câu chuyện thì nó em đã đi lấy chồng được mười mấy năm nay sinh nở thì đấy cộng đồng mạng hôm qua là như thế nên biết ngờ đâu nó lại viết một cái nhật ký riêng của nó nên cả cuộc đời nó từ lúc đi lấy chồng thì nó tung lên mạng các cháu đọc rồi nắm được hết rồi đúng không? Vâng, vâng ạ. Thì còn thế đấy là các cháu là cũng cái cốt truyện của bố con nhà bác thì bác cũng vâng là ạ. Cộng đồng mạng cũng đã hiểu rồi ạ. Vâng. Được 98% vâng. Cái cảnh còn cái chú nữa cảnh nam giới. Vâng, thế bác cho cháu hỏi là bác biết con gái của mình mất từ lúc nào ạ? Và câu chuyện này bác biết thì từ lúc câu nào? Câu chuyện thì cái hôm mùng 1 tháng 5 vâng. Cái tối hôm cái hôm 30 thì người ta bảo thằng con trai là mình mai mẹ lề cho các chị mẹ để mùng 1 tập trung bố con nhậu bữa. Đúng chỉ có 4 bố con thôi mà. Vâng ạ. 4 bố con thì 2 gái 1 trai. Vâng. Mẹ thì hai đứa con gái lấy chồng rồi còn thằng con trai chưa lấy vợ. Vâng. Thế chị em nó à nề cho nhau. Vâng. Nên tối hôm mùng 1 đến nhậu thì mẹ cũng không có. Tối 6 giờ chồng nó điện cho bố nó bảo nhà con bận. Nhà con cũng làm cơm anh chị con lên. Con không lên được đâu. Vâng. Ờ thì mày không lên được thôi bận nên mày không lên được. Còn mấy bố con đào nhà xài cho tao chờ cho mày. Vâng. Để tao chưa đổi. Thế là tức tức là bác biết mất tích là từ ngày mùng mấy ạ? Mùng 1. Cứ nghe. Vâng. Thì mỗi lần mấy lần trước chúng nó cãi nhau đánh nhau thì mẹ con gái gọi bố ơi. Mấy lần này thì mẹ mình như thế nên nó bảo lên. Nó xong nó lúc hơn 6 giờ nó lên nó tìm và đến nhà mày nó đi lúc nào? Con đi lúc 5 giờ mà đi mẹ mày 5 giờ bây giờ hơn 6 giờ mày đã đi tìm mọi lần mày có đi tìm vợ mày không? Đánh nhau đánh thập tử nhất sinh. Gọi mẹ. Thập tử nhất sinh mày không tìm. Hello.